Cùng với chuyến tàu Xuân Nghĩa Tình đưa 320 công nhân các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê đón Tết, ngày 15 tháng 1 chuyến xe Xuân Nghĩa Tình cũng đã xuất phát đưa 100 công nhân quê ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây về nhà đón Tết đoàn viên. Chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An tổ chức với tổng kinh phí là 80 triệu đồng. Tại lễ xuất phát, lãnh đạo địa phương và Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An đã trao tặng quà Tết, ân cần thăm hỏi chúc Tết đến công nhân xa quê cùng gia đình, đón Tết cổ truyền dân tộc an vui, sung túc. Như vậy đến nay, chương trình hỗ trợ vé xe, tàu Tết cho người lao động tại thành phố Dĩ An đã cơ bản hoàn thành với 420 công nhân lao động xa quê đã về đón Tết cùng gia đình. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An cũng đã đến các doanh nghiệp, các khu nhà trọ trao tặng hàng ngàn phần quà Tết cùng hàng trăm bánh chưng, bánh tét cho công nhân lao động xa quê ở lại đón Tết tại thành phố Dĩ An. Qua đây nhằm chung tay góp sức mang đến mùa xuân an vui, hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.